Từ xưa đến nay, chúng ta luôn biết đến xổ số như một trò chơi may rủi. Ở hình thức đơn giản nhất, bạn chỉ cần mua một con số hay là một dãy số và chờ đợi may mắn xuất hiện để có cơ hội trúng một số tiền thưởng. Một hình thức vô cùng đơn giản, lại không mất nhiều sức, khiến không ít người tham gia tìm kiếm cơ hội để có cuộc sống tốt hơn. Cho tới thời điểm hiện tại, xổ số đã được hợp pháp hóa và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, như ở Việt Nam đã có hình thức xổ số tự chọn của Vietlott. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi là xổ số từ đâu mà có, lý do nào khiến nó tồn tại đến ngày nay? Xổ số đã từng có một quá khứ trong sạch. Những hình thức sơ khai đầu tiên của xổ số. Những dấu hiệu đầu tiên về sự có mặt của xổ số trong nền văn minh nhân loại được ghi nhận từ thời nhà Hán của Trung Quốc giữa những năm 205 đến 187 trước Công nguyên. Dưới hình thức Kino, một hình thức gần giống với xổ số, cổ xưa nhất phải kể đến cho rút thăm các tấm thẻ gỗ gồm 120 ký tự bằng tiếng Trung. Những giải này được cho là đã góp phần hỗ trợ xây dựng các công trình lớn như Vạn Lý Trường Thành. Ở phương Tây, xổ số đầu tiên được biết đến từ thời đế chế La Mã, chủ yếu như một trò chơi giải trí trong các bữa tiệc tối để phân phát quà tặng của các nhà quý tộc giàu có. Những ghi chép sớm nhất về một loại hình xổ số cung cấp vé để bán do hoàng đế La Mã Augustus phát hành nhằm hỗ trợ kinh phí tu sửa thành Rome. Những người chiến thắng được trao giải thưởng dưới dạng các hiện vật. Thời Trung Cổ. Những giải xổ số đầu tiên dưới hình thức bán vé có thưởng tiền mặt được ghi nhận diễn ra ở các nước vùng thấp như Bỉ, Hà Lan, Luxembourg vào thế kỷ thứ 15. Nhiều thị trấn đã tổ chức xổ số công cộng để quyên tiền cho công sự và giúp đỡ người nghèo. Một ghi chép năm 1445 tại Le Clouseau ở Pháp đã đề cập đến việc gây quỹ để xây tường và hỗ trợ các công việc chung của thị trấn với một giải 4.304 vé và tổng số tiền thưởng lên đến 1.737 florin, khoảng 210.000 đô la Mỹ vào thời điểm hiện tại. Trong thế kỷ 17, việc tổ chức xổ số để thu tiền cho người dân nghèo hoặc là gây quỹ cho nhiều mục đích công cộng là điều khá bình thường ở Hà Lan. Xổ số dần được phổ biến và được ca ngợi là một hình thức đánh thuế không đau. Từ xổ số, lottery trong tiếng Anh, có nguồn gốc từ danh từ tiếng Hà Lan, lot có nghĩa là số phận. Hiện đại sơ khai. Xổ số từ đó dần được lan rộng và phổ biến ở Ý, Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Được sử dụng bởi các tổ chức công cộng và tư nhân, nhằm quyên góp tiền cho các thị trấn, chiến tranh, trường cao đẳng, v.v. Xổ số đã có khoảng thời gian thăng hoa hơn cả tại Anh và Mỹ. Ở Anh, xổ số đã hoạt động trong hơn 250 năm, với giải xổ số chính thức đầu tiên được ghi lại, do nữ hoàng Elizabeth đệ nhất cấp phép tổ chức vào năm 1566. Giải này được thiết kế nhằm quyên góp tiền cho việc xây dựng lại các cảng và tàu mới cho hạm đội hoàng gia. Đặc biệt, mỗi người tham gia xổ số sẽ được miễn trừ một tội. Miễn là không phạm tội cướp biển, giết người, trọng tội hoặc là phạt quốc. Nhiều cuộc xổ số tư nhân sau đó đã được tổ chức, bao gồm cả việc gây quỹ cho công ty Virginia của London để hỗ trợ việc định cư ở Mỹ. Ở Mỹ, một trong những giải đầu tiên được Tổng thống George Washington tiến hành vào những năm 1760 để tài trợ cho việc xây dựng đường núi ở Virginia. Benjamin Franklin đã ủng hộ xổ số để trả tiền mua Đại Bác. Trong cuộc cách mạng Hoa Kỳ từ năm 1775 đến năm 1783, John Hancock, cựu chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, đã chạy xổ số để tài trợ cho việc xây dựng lại Faneuil Hall ở Boston. Lịch sử quay lưng và những năm tháng bị cấm đoán. Năm 1890, Quốc hội Mỹ đã cấm việc gửi tài liệu xổ số qua đường bưu điện. Xổ số Louisiana, công ty xổ số duy nhất ăn nên làm ra được phép hoạt động ở phía Nam Hoa Kỳ, đã bị đóng cửa vào năm 1894 sau khi Quốc hội thông qua luật chống lại việc vận chuyển vé số thông qua các tuyến tiểu bang. Sau khi nó bị đóng cửa, công chúng mới được biết xổ số đã được điều hành bởi một tổ chức tội phạm ở phía Bắc, thường xuyên hối lộ các nhà lập pháp và thực hiện hành vi lừa đảo và gian lận trên diện rộng. Vào thời điểm đó, một vụ bê bối với hậu quả nghiêm trọng đã được công bố rộng rãi. Dư luận quay lưng với xổ số và vào cuối thế kỷ thứ 19, xổ số đã bị đặt ngoài vòng pháp luật trên khắp cả nước Mỹ. Đầu thế kỷ 20, các hình thức cờ bạc bao gồm xổ số và rút thăm trúng thưởng được cho là bất hợp pháp ở Hoa Kỳ và hầu hết châu Âu cũng như nhiều quốc gia khác. Đến những năm 30, thái độ của công chúng với xổ số đã bớt căng thẳng. Cờ bạc bắt đầu được hợp pháp hóa trong các sòng ở một vài nơi. Đánh bạc vì mục đích từ thiện bắt đầu trở nên phổ biến. Song những lo ngại về việc gian lận vẫn khiến việc phản đối xổ số tiếp diễn ở hai thập kỷ tiếp đó.
trở lại và lợi hại hơn xưa. Dấu ấn nổi bật cho sự trở lại của xổ số là vào năm 1967, New York đã cho ra mắt một loại xổ số và đem lại thành công, đặc biệt là về mặt doanh thu, đem về lợi nhuận 53,6 triệu đô trong năm đầu tiên phát hành. Xổ số sau đó đã giành lại được sự quan tâm vốn có và không ngừng lan ra khắp thế giới. Hầu hết mọi người đều bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của xổ số dù không thực sự tham gia. Tuy vậy, khoảng cách giữa tỷ lệ người chấp nhận và người tham gia dường như đang ngày càng được thu hẹp. Xổ số tại Việt Nam, cơ hội để tốt hơn. Cơ hội cho ai và tốt hơn như thế nào? Các hình thức xổ số ở Việt Nam cũng hòa nhập với thế giới và bắt đầu xuất hiện từ khoảng năm 1962. Một hình thức cờ bạc hợp pháp, một khoản đầu tư nhỏ đổi lấy cơ hội trúng giải độc đắc to, quảng cáo thành công, công khai về người trúng giải độc đắc, đánh giá cao những kết quả tích cực, sự tin cậy của sự hậu thuẫn của chính phủ và niềm tin của người chơi vào vận may của chính mình đã khiến thị trường xổ số ngày một sôi động cả ở Việt Nam và toàn thế giới. Thực tế đã chứng minh, niềm tin vào may mắn của chính mình đã khiến không ít người chơi tìm thấy cơ hội từ xổ số. Vào tháng 12 năm 2020, bà Dan Bravatonum, 57 tuổi, đã trúng giải độc đắc trị giá 60 triệu USD. Niềm vui của người phụ nữ này đến từ niềm tin vào một giấc mơ của người chồng từ năm 2000. Và từ đó cho đến ngày trúng xổ số, bà chỉ đánh một dãy số duy nhất xuất hiện trong giấc mơ đó. Giống như lịch sử ra đời kể trên, xổ số Việt Nam cũng là một trò chơi vừa mang tính giải trí, vừa đem lại một nguồn thu hỗ trợ nhà nước trong các hoạt động kiến thiết xã hội, và hơn cả là cơ hội để có cuộc sống tốt hơn mà không ít người tìm kiếm. Bên cạnh các hình thức truyền thống, các công ty xổ số điện toán ra đời hứa hẹn đem đến những cuộc chơi giải trí hơn, mang lại nhiều giá trị xã hội hơn và nhiều cơ hội hơn cho người chơi. Xổ số điện toán đã và đang khẳng định được ưu thế của mình tại thị trường Việt Nam. Phải kể đến sự trỗi dậy của Vietlott từ những năm 2011, cái tên quen thuộc của không chỉ người trong ngành, với những giải thưởng liên tục được tạo ra và làm mới với những giải thưởng hấp dẫn. Gần đây nhất có thể kể đến sản phẩm Max 3D Pro mới được Vietlott cho ra mắt với giải thưởng tối đa có thể lên tới 30 tỷ đồng. Có thể mua ở điểm bán hàng hoặc trên ứng dụng Vietlott SMS. Cùng cách chơi gần gũi, thân thiện với những newbie, giao cản gần như bằng không với kể cả những người đang bận rộn nhất. Tháng 9 năm 2021, Vietlott đã chính thức công bố Max 3D Pro đã có giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng đầu tiên tại Lâm Đồng. Với sự thúc đẩy của dòng chảy đổi mới và sáng tạo, những công ty như Vietlott đang dần dần thay đổi bộ mặt của xổ số với công chúng qua những nỗ lực cải tiến trong tất cả các khía cạnh. Chưa nói đến những ảnh hưởng to lớn mà xổ số mang lại qua mỗi lần cải tiến, nhưng chắc chắn lịch sử xổ số sẽ còn sáng lạn hơn thế, với sự quan tâm tham gia ngày càng đông đảo của công chúng. Đánh 83 mà nó ra 38 thì đấy là số bạn mắc nhọ. Nhưng mà thôi không sao, tiền đã mất rồi không việc gì phải nhăn nhó. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống bế tắc thì hãy bốc cho mình một tờ vé số khác nhá. Nếu bạn vẫn còn niềm tin vào may mắn của bản thân, may mắn vẫn luôn tồn tại. Điều chúng ta cần chỉ là một tín hiệu của vũ trụ mà thôi. Có thể tín hiệu đó đến sớm hẳn 20 năm, giống như giấc mơ của chồng bà Dan Bravatodum chẳng hạn. Video này là video số bao nhiêu ấy nhở? Hay là edit xong video này tôi cũng làm một vé xem sao? Các nhận hữu khác thì nghĩ sao nhở? Hãy chia sẻ trong phần bình luận cho chúng mình biết nhá. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên là nếu mà cảm thấy mình may mắn thì đi mua luôn cho mình một tấm vé Vietlott. Ok? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!